Ít nhất 3 người chết, hàng chục ngàn căn nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng và bị ngập. Nhiều trường học, công trình công cộng bị tốc mái, hư hỏng chưa có số liệu thống kê. Một cột truyền hình tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị gãy, hơn 1.100 cột điện hạ thế bị đổ, hơn 1.700 cột điện hạ thế bị nghiêng. Hơn 1,3 triệu người phải sống trong cảnh cắt điện, đến nay mới khôi phục cấp điện trở lại cho hơn 165.000 người. 9 tàu thuyền bị chìm và hàng ngàn mét đê kè bị nước tràn và sạt lở. Trên đây là những số liệu do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thống kê tính đến 18 giờ chiều nay, ngày 15 tháng 9 năm 2017. Bão số 10 với tên quốc tế là Doksuri đã gây những thiệt hại nặng nề ở những địa phương mà nó quét qua. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, bão đã đổ bộ lúc 12 giờ trưa nay vào các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão lên cấp 11-12, giật cấp 14-15. Bão đã gây mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như tại tỉnh Quảng Bình, khu vực Đồng Tâm là 349mm, tại Tuyên Hóa là 345mm, tại tỉnh Hà Tĩnh đo ở khu vực Hương Khê là 287mm, tại Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là 211mm. Hồi 17 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 105,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão, mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Trung Lào. Trong đêm nay và ngày mai, 16 tháng 9, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Thanh Hóa, các tỉnh Nam, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 200mm. Từ nay đến ngày 17 tháng 9, trên các sông từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình lên mức báo động 2, báo động 3. Theo chỉ đạo của chính phủ, vào thời điểm này, các ban ngành địa phương đang tích cực triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.